chào cả nhà. Rồi, xin chào cả nhà nha. Về được hai bữa thì bây giờ mình bắt đầu đi tiếp nữa rồi. Hôm nay hai đứa đi đám cưới với bạn Quốc Tiên. Bữa về ra mắt gia đình này, nay ra mắt bạn.
tụi mình đang ở bến phà Bình Ninh, bây giờ là qua còn qua cái bến phà này nữa là mới qua được cái chỗ mà nơi cần mình đến, chỗ mà mình cần đến. Nhưng mà cái chỗ cái phà đó nó đang bị kẹt cái gì bánh á, người ta đang đợi đây quá trời luôn nè, nghe nói là kẹt đẹp nãy giờ có mấy tiếng đồng hồ mà bị kẹt này. Thì là kẹt sáng giờ 3 tiếng đồng hồ. Cái phà ra được rồi kìa. Nó đang qua rước mình. Mọi người đợi kìa, xe dắt cái mình chạy vừa chạy tới, xe tạo vừa ra được luôn. Nãy tính quay lại đi phà kia rồi mà mấy anh này nói là nó ra tới rồi, qua được rồi. Phà cũng nói vậy nhiều. Phà thay đầu. Xe chở mày hay sao chở lòi á, nó không chịu xuống luôn, mà ở trước kẹt kìa, đâu có lên đường, lên được đâu, cái lầu nó đậu nằm ngoài bó vàng luôn á. Hồi trước ở Vĩnh Long nó có một cái đợt mà đứt dây sập bó vàng, nhưng mà cũng hên là gần cái bờ đó cho nên không có thiệt hại về người, nhưng mà vậy người ta không sợ không, vẫn cố chấp mà đi. Đâu đi chung đâu, đang ra từ từ đó, đâu đang ra từ từ đó. Nhóc lên đây rồi xe cho mai nó mới vô trong cái thân phà được á. Cái thanh dạng nào thì nó có người ta điều khiển nè, dây đó nó là kêu là mỏ vàng cao lên qua bên cái bờ bên kia đang mới được. Tới đây mà vẫn còn trời ui ui à. Hình như khu vực miền Tây mình là cứ trời ui ui vậy nè, không có nắng không,
mình tới nhà của cô dâu rồi, lúc mà gần 2 giờ đại cô dâu đãi cũng xong. Tại vì do sớm mình đi 8 giờ mà mình đi qua mình chặt cái phà kia nữa, phà Bình Ninh đó, cho nên nó hơi trễ. Ở đây gọi là chợ Phú Thạnh, hướng này xuống với chỗ cửa biển nè, còn cái hướng bên đây thì đi chợ qua chợ phà Tân Long, qua bên chợ gì bên bên biển Tân Thành. Cái này nhà cô dâu này ngay chỗ đây. Nhà cô dâu thì làm ngày cầm đồ rồi thêm tập hóa rồi làm đẹp nữa. Đây là bạn của Tiên, bạn ở chung nhà trọ hồi lúc trước, lúc mà thời Tiên còn đi học còn làm sinh viên đó giờ. Thì hôm nay thì mình sẽ ở lại nhà cô dâu một đêm tối hôm nay, rồi mai cái Tiên sẽ đưa dâu cũng gần đó, cũng gần bến phà Bình Ninh, rồi sớm mình đi qua. Thì tối hôm nay nếu có gì hay thì mình sẽ quay lại với chia sẻ với cả nhà nha. Đây là bến phà Tân Long, đi thẳng là sẽ là bến phà Tân Long. Có qua phà đó nào chưa? Đi rồi. Bình thường về thì hay xuống phà Tân Long. Và anh đó là cái qua bệnh biển, coi nãy coi bản đồ là biển Tân Thành rồi đó đó. Bình là Bình Ninh. Bình Ninh à? Bình Ninh chứ không phải Bình Minh. Nè, xuống đây là biển chơi này nè. Cái này chạy đây 12 cây. Đấy. Ở chỗ mình gọi là Cù Lao Tân ăn gì? Tân Phú Đông. Mình đang đứng ở trong Cù Lao á. Chợ này nằm ngay ngã ba luôn. Đây là ấp bài Búng, xã Phú Thạnh, huyện Tân Phú Đông, tỉnh Tiền Giang. Nè, giờ thẳng này xuống dưới biển nè. Dưới biển chưa? Bây giờ là 4 giờ chiều rồi. Mà thấy trời chuyển mưa. Hồi sáng giờ cũng trời cũng hâm, mà tối cũng mưa thiệt luôn, cũng hết hâm luôn. Mưa đã mưa cũng hơi lớn. Bây giờ hiện tại vẫn còn găm mà không gài như là ảnh hưởng của bão thôi nha. Đảo này gần biển đó chứ, trên rồi mình xin chào cả nhà buổi sáng nha. Nhà của cô dâu thì có cái hướng cũng như nhà mình, hướng mặt trời mọc là nằm ở phía sau nhà, trời lặn là nằm phía trước. Hiện tại bây giờ là 7 giờ sáng nhưng mà mặt trời thì vẫn còn đang bị che bởi mây. Thì hôm qua cũng trời mưa, nay thấy trời cũng không khá quan lắm mà.
Sáng nay thì 9 giờ thằng trai sẽ qua rước dâu, mình với Tiên sẽ đi đưa dâu, rồi sẽ chắc xíu chạy qua ra ngoài cái khúc mà gần gần biển á, ra ngoài chơi, tại vì chạy tới đây rồi. Nào giờ mình cũng chưa có đi chợ, đi cái biển ở bên đây. Mình muốn đi biển Tân Thành á thì mình phải đi qua một cái phà Tân Đông là cái khúc đằng kia xíu. Mà đang hỏi xíu xem. Ôi cái cặp tiếng nó lá. Nó bự hết sức luôn. Tốt ghê. With you the sun is shining 24/7. 'Cause when we're together it feels like we're in heaven. If it will get dark you'll be my million stars. I know I can lean on you. Ooh, you catch me like a leaf falling from a tree. If you'll be a shooting star, I'll make a wish. No, I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 I wanna marry you. Becoming blind by your dazzling grace. What a beautiful feeling to be close to you. There's nothing else I wanna do. Ooh, from the fields of flowers you chose to pick me. You're spreading sugar on my misery. And I don't fake this kind of feeling, never felt so real. My heart is on the table 'cause you're my everything. I do, 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 do. Cô dâu hẳn là áp lực lắm. Chỉ tại sao không? Đeo vàng nhiều quá, nặng cổ, áp lực. Đôi bao nhiêu biết tá rồi, không dám mang, kỳ lắm. Cái này chứ tại sao không chú ghế đứng ngoài không? Do hai người chị tâm lý, nhưng mà không có lắm vậy. Mặt người tá hơi trẻ. Dạ chú. Chừng nào chú làm chú rể vậy? Không biết nữa. Chừng nào chú rể đi. Chừng nào chú làm cô dâu vậy? Không biết nữa. Đó là chừng nào tính làm cô rể. Đó. Chừng nào mà nó được đi trên đó vậy? Bây giờ chúng ta sẽ theo cô dâu chú rể đi về nhà trai để dùng một bữa tiệc thân mật. Here's to the broken man who stood and watched when he heard you can't. 'Cause it shows me that faith is more than sight. Chú rể rồi nè. Cái nhà chỗ này hôm qua mà chạy ngang mình thấy ngay chỗ ngã ba luôn, mình chỉ ra đây là nhà chú rể luôn.
tại vì cái ngay chỗ khúc này đang làm đường nè, hôm qua mới mưa cũng đỡ ha. Someday we could all be free. We could change the world if we would just believe. 'Cause faith and love is all you need. This whole world doesn't see. Someday we could all be free. Yeah, we could change the world if we would just believe. Quét tiệc thân mật thì bây giờ là mình theo bạn gái về lại ở nhà cô dâu nghỉ ngơi xíu, là mình sẽ với tiền sẽ đi lại đằng chỗ cái khu lịch Đằng Yến nè, cũng gần đây nè, cách đây khoảng 10 cây số, và trong đó mình sẽ đi về luôn. Mình hỏi thăm cô chú thì nó trong đó thì cũng là một khu du lịch cũng vui vui, cho nên mình vô trong mình xem thử, nếu mà có gì nữa thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà xem tiếp ha. Rồi, cảm ơn cả nhà đã theo dõi video ngày hôm nay nha. Hẹn gặp lại cả nhà vào video ngày mai ở Làng Yến. Chúc cả nhà một ngày mới vui vẻ, an lành và hạnh phúc nha.